Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Ưu điểm của làm công ăn lương là thu nhập ổn định. Thế nhưng mặt trái là mức lương sẽ đều đều khó tăng mạnh. Phải làm riêng, phải kinh doanh, phải trở thành ông chủ mới có thể trở nên giàu có. Bạn đã từng nghĩ hoặc từng nghe thấy ý kiến như vậy chưa? Có lẽ không ít phải không? Và bạn biết đến Kim Tứ Đồ chứ? Kim Tứ Đồ là một sơ đồ phân loại các nhóm người làm ra tiền trong xã hội được tác giả cuốn Cha giàu cha nghèo đưa ra, bao gồm nhóm người làm thuê, nhóm tự kinh doanh riêng, nhóm chủ doanh nghiệp và nhóm nhà đầu tư. Theo Kim Tứ Đồ, những người làm công ăn lương là những người thuộc nhóm đầu tiên trong 4 nhóm và tác giả cho rằng những người thuộc nhóm đầu tiên này thường khó mà giàu được. Không phủ nhận điều trên, tuy nhiên AssetFin cho rằng những người làm công ăn lương hoàn toàn có khả năng để trở nên giàu có nếu có chiến lược và phương pháp đúng đắn. Vậy quay lại chủ đề ngày hôm nay để trả lời cho câu hỏi làm sao để những người làm công ăn lương có thể trở nên giàu có. Trước hết bạn hãy trả lời xem tài sản hiện tại của bạn gồm có những gì. Bạn có điện thoại, có laptop xịn, bạn có nhà, có xe, bạn có tài khoản đầu tư chứng khoán, có vàng. Tất cả những loại tài sản kể trên mới chỉ là các loại tài sản tài chính. Bạn còn có loại tài sản khác, đó là tài sản con người. Hãy nhìn biểu đồ sau. Trên biểu đồ gồm 3 đường, bao gồm một đường về vốn tài chính, một đường về vốn con người và một đường tổng vốn của hai loại trên. Tài sản tài chính là loại tài sản hữu hình như tiền bạc, nhà cửa, đất đai, tài sản đầu tư. Loại tài sản này tăng theo thời gian, tức càng nhiều tuổi, người ta lại càng có xu hướng tích lũy được nhiều của cải tài chính hơn. Trái ngược với đường vốn tài chính, đường vốn con người lại có chiều hướng giảm dần theo thời gian. Vốn con người được định nghĩa là giá trị hiện tại của thu nhập lao động dự kiến trong tương lai của bạn trong suốt thời gian làm việc. Do vậy, những người trẻ mới ra trường là những người tuy có ít của cải tài chính nhưng lại có cả một quãng thời gian lao động trước mắt để tích lũy của cải. Về cơ bản, bạn chuyển vốn con người thành vốn tài chính bằng cách tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập từ việc làm của mình trong suốt quá trình làm việc. Giá trị vốn nhân lực của bạn đạt đỉnh vào ngày bạn bắt đầu làm việc. Và ngược lại, mức vốn tài chính của bạn sẽ là đường thấp nhất tại thời điểm này. Khi bạn già đi, bạn đang dần sử dụng hết khả năng kiếm tiền của mình. Do đó, giá trị vốn con người của bạn sẽ dần giảm xuống. Thay vào đó, vốn tài chính của bạn sẽ tăng đều đặn nếu bạn tiết kiệm, đầu tư và gộp thu nhập từ lao động của mình trong nhiều năm lao động và đầu tư trên thị trường tài chính. Thế nhưng, nếu bạn không biết quản lý tài chính và đầu tư, thì cả hai tài sản con người và tài sản tài chính của bạn sẽ đều đi xuống vào những năm cuối đời. Như vậy, chúng ta đã biết được quy luật trên, biến đổi từ vốn con người sang vốn tài chính theo thời gian. Vậy chiến lược để những người làm công ăn lương có thể trở nên giàu có là gì? Thứ nhất, hãy trở thành chuyên gia. Để có được thu nhập tốt, kể cả khi làm thuê, hãy trở thành người ưu tú nhất trong lĩnh vực của mình. Không thể phủ nhận rằng, mức lương của những người chuyên gia đi làm thuê khác với những người bình thường. Hơn thế, ngoài mức lương, những người xuất sắc trong lĩnh vực của mình còn được săn đón để làm những công việc khác, giúp họ có điều kiện tăng thu nhập. Ví dụ như một người là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm, ngoài mức lương cao nhận được từ công việc hiệu quả chính tại công ty mà họ làm việc, họ còn có thể được mời làm diễn giả tại các sự kiện, tham gia các buổi tư vấn cao cấp có giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đô. Hay như những MC nếu dẫn chương trình hay thì họ có thể nhận được nhiều lời mời dẫn chương trình khác nhau. Bất kể là công việc gì, nếu bạn trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, thu nhập của bạn sẽ không như mức thu nhập làm công ăn lương như mọi người vẫn nghĩ. Thu nhập của bạn sẽ tăng theo năng lực và giá trị mà bạn đem lại cho người khác. Thế nhưng để trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực của mình không phải là một điều đơn giản, một sớm một chiều. Đây là quá trình cần có sự đầu tư về 3 lợi thế cạnh tranh:
trí tuệ, mối quan hệ và thương hiệu cá nhân. Mà điều này chúng tôi có nhắc đến trong bài về David Beckham trước đây. Nếu anh chị nào có quan tâm, chúng tôi có để link dưới phần mô tả. Nếu xây dựng được 3 lợi thế cạnh tranh này trong sự nghiệp, chắc chắn không ai có thể phớt lờ bạn. Thứ hai, đó là hãy rèn luyện thái độ làm việc. Yếu tố này được nhắc đến thứ hai không có nghĩa là nó sẽ được đặt ưu tiên thứ hai sau yếu tố đầu tiên, mà thậm chí nó còn cần được phát triển đầu tiên và song hành trong cả quá trình học hỏi để trở thành chuyên gia. Ngày nay, nhiều nhà tuyển dụng quan niệm rằng thái độ quan trọng hơn trình độ, bởi nhà tuyển dụng cho rằng trình độ có thể đào tạo được, nhưng phẩm chất, đạo đức là thứ khó có thể đào tạo bởi nó là thứ ăn sâu vào bên trong mỗi con người, không dễ để đào tạo và thay đổi. Trong công việc, thái độ để tạo nên một con người thành công đó là trách nhiệm, ham học hỏi và dấn thân phụng sự. Người có trách nhiệm trong công việc sẽ xây dựng được chữ tín, người ham học hỏi sẽ không ngừng tiến bộ trong công việc. Và người luôn dấn thân phụng sự, không bao giờ nói không trong công việc, sẽ luôn gặt hái được cho bản thân. Không kiếm được tiền thì sẽ kiếm được kiến thức, không kiếm được kiến thức thì sẽ kiếm được kinh nghiệm, không kiếm được kinh nghiệm thì sẽ kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi thì không sợ không kiếm được tiền. Hai nhà đại tư bản của nước Mỹ là John D. Rockefeller và Andrew Carnegie là minh chứng cho điều trên. Từ những người trách nhiệm, học hỏi và dám dấn thân trong công việc mà họ đã từng bước vươn mình từ nhỏ bé đến vĩ đại. Cho anh chị nào quan tâm, chúng tôi có để link bài chia sẻ về họ dưới phần mô tả. Quay trở lại bài và đến yếu tố thứ ba, đó là cần có tư duy tài chính trong phát triển sự nghiệp. Đây là yếu tố chắc chắn không thể thiếu nếu muốn có tình hình tài chính tốt hơn với những người đi làm công ăn lương. Như biểu đồ đầu bài về tổng vốn của một người trong cuộc đời thì mỗi người cần phải biết đầu tư. Mỗi người làm việc ở nhóm 1 hoàn toàn có thể trở thành nhà đầu tư ở nhóm 4. Người đi làm thuê có thể đề xuất mua cổ phần công ty mình làm hoặc mua cổ phần của những công ty top đầu trên thị trường. Trong lúc bạn làm công việc chính của mình, vẫn có những người khác đang làm việc cho bạn và khiến tài sản của bạn tăng lên. Việc này sẽ giúp bạn rèn tư duy trở thành người làm chủ, một nhà đầu tư thực thụ, thay vì việc chỉ là mua bán một loại chứng khoán trên thị trường. Đặc biệt, những người trẻ nên ưu tiên phát triển sự nghiệp trong những năm đầu đời, vì tăng thu nhập những năm đầu đời dễ hơn tăng lợi suất đầu tư. Ví dụ như bạn tập trung vào đầu tư kiến thức và kỹ năng khi còn trẻ, thì việc tăng 20-30% thu nhập trong một năm dễ dàng hơn việc bạn tăng tiết kiệm và tăng lợi suất đầu tư trong năm đó. Bên cạnh đó, thu nhập tăng lên kèm theo quản lý tài chính tốt sẽ giúp bạn tăng nguồn lực để tích lũy đầu tư, khiến đường tài sản của bạn dễ dàng tăng lên. Thay vì phân tâm bởi những giao dịch ngắn hạn làm ảnh hưởng đến công việc chính, hãy làm tốt công việc của mình. Tìm phương pháp đầu tư phù hợp khi chưa có nhiều kinh nghiệm như tích sản cổ phiếu. Trong quá trình đó, bạn có thể học hỏi để nâng cao kiến thức để tự chủ việc đầu tư của mình sau này. Trên đây là 3 điều mà AZFIN rút ra trong quá trình quan sát và tư vấn khách hàng. Hy vọng nó sẽ hữu ích với những bạn trẻ đang trên con đường phát triển sự nghiệp và những vị phụ huynh có con đang cần định hướng cho công việc tương lai. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.